Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với trận tranh chung kết nhất nhì của chiến đội Tem Gà với là chiến đội SE Sông Tiền nha em ơi. Và giờ trước khi vào trận đó thì chúng ta cùng xem sơ qua xếp đồ của hai cầu thủ nha em ơi, của hai chiến đội nha em ơi. Và chiến đội Tem Gà đó là màu tím nha em, còn chiến đội SE vô địch đó là màu xanh nha mọi người. Chiến đội màu tím chúng ta đó là đây, anh em cùng xem. Chiến đội Tem Gà gồm Thiếu Lâm, Trùm Gái Gọi đang giữ một set ăn bàn Hoàng Mỹ đó, một cái đào full nộp đó, một đào full nộp thời hạn nè đó, nhưng mà giá không anh em, lúa không anh em, và một cái nón phòng thủ 20 phòng thủ 25 sinh lục lực và làm chậm 20, áo phục hồi 40 phòng thủ 17 và làm chậm 30, và đai lưng 19-20 hiện tại đang có mình 70 làm chậm và kèm với bắt đầu Minh Dương. Sau đây anh em cái skin kèm với skin đúng rồi, bắt đầu Minh Dương thì cộng cho mình thêm 30% hiệu ứng nữa thì được 100 làm chậm và 40 chón từ bao tay 20-40 và đôi giày 23-30 thì được cho mình thêm 30 hiệu ứng từ bất động nữa thì 100 chón như nào. Rồi trận đó chúng ta chính thức bắt đầu. Tiếp tục tí nữa Khải sẽ soi sơ đồ của cao thủ Hội Cực Sư cho anh em xem. Hội Cực Sư là một nghe mi nè. Trong đội đấu này thì có sự khác biệt đó là trong chiến đội ACE Sông Tuyệt đó là gồm nghe mi với lại Thiên Vương Trì nè mà. Anh em có nhìn sơ qua thì mỗi bên đều có cho mình một hạt nghe mi và một hạt kim. Bên Tem Gà đó là gồm Thiếu Lâm, Trùm Gái Gọi với nghe mi Hội Cực Sư. Và Tem ACE thì chúng ta có là nghe mi Nasumai kèm với Thiên Vương Trì. Chris Tyson Dio đó, một Thiên Vương Trì anh em. Và trong thời gian này anh em cùng xem set đồ của nghe mi của Tem Tem Gà tiếp tục cho xong thì anh em xem hiện tại nghe mi này bằng set đang băng chung anh em. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu, có vẻ hai chiến đội này đánh khá là lâu mọi người. Hai nghe mi, hai hợp kim. Nghe mi này bận kháng băng thời gian chúng đọc khá là cao anh em. 3-4 món kháng băng và hai món thủ lý thì làm chậm. Thiên Bang Citizen vẫn đang cố gắng tìm kiếm luồng đam và đang đẩy mạnh hướng của nghe mi hồi xưa. Chúng ta thấy rằng cho đến bây giờ thì đã trôi qua hơn 1 phút 20 giây. Hai hợp kim này khá là trâu. Thiên Bang và nghe mi chắc top 1 à, để xem thử như thế nào anh em. Đó cũng chỉ là một dự đoán thôi anh em. Khải cũng nghĩ là vậy, tại vì trong những trận đấu như thế này thì Thiên Bang nếu mà kết thúc được nghe mi thì không còn gì phải chờ nữa anh em ơi. Hiện tại như chúng ta đã thấy thì ở bên ngoài thì nghe mi Nasumai của bên chiến đội ACE thì họ luôn đam hoàn toàn về hướng của Thiếu Lâm, Trùm Gái Gọi đỡ có thể giữ chân những đòn đào, không cho Thiếu Lâm đào này xuất chiêu và chỉ đỡ cho mỗi mình Thiên Bang bên chiến đội của mình đam hoàn toàn về hướng của anh nghe mi hồi xưa. Cho đến bây giờ chúng ta đang rất khó dự đoán nè, Khải vẫn chưa hiểu được cũng như là không rõ bữa nào sẽ win. Đây là một trận đấu chung kết khá là gắt anh em ơi. Anh em cùng đỡ lại một like, chia sẻ, ủng hộ chơi anh em ơi. Những đòn hit 2, hit 3 vừa rồi cũng đã đẩy mạnh vào hướng của nghe mi, nhưng mà không thể nào làm cho nghe mi hồi xưa độc tử được. Chúng ta thấy rằng ở những pha tiếp cận giao tranh khá là hiểm hóc đến từ vị trí của anh Thiên Bang. Bên ngoài này thì Nasumai và Trùm Gái Gọi đã tách ra 1v1 rồi. Ở bên trên thì nghe mi hồi ức đang bị dính đam khá là đau và Thiếu Lâm cũng đã kịp thời cover. Ok anh em, đợi tí nữa Khải sẽ tiếp tục sơ đồ cho anh em xem. Hiện tại đang giao tranh anh em, ở round đấu thứ hai Khải sẽ sơ đồ Thiên Bang cho anh em xem nha. Trong trận tranh chung kết này thì chúng ta cùng đợi xem. Đã trôi hơn 3 phút. Chúng ta cùng xem lượng máu của nghe mi. Xem nào. Không hờ anh em, đánh không xin nhơ anh em ơi. Tầm cấp này thì ở server này thì lên đến mọi người mỗi ạc lên đến 15x rồi nè anh em ơi. 15x rồi nè nha mọi người. Nên là ai cũng khá là trâu. Cho đến bây giờ đã hơn gần 3 phút 30 giây rồi. Vẫn chưa có thể đột tử một đối phương nào cả. Thiếu Lâm Đào ngày mời Quỳnh chắc à. Hello Tấn Đạt Trần nha. Hello Nam. Đầu đó thứ hai Khải sẽ tiếp tục soi đồ của chiến đội ACE cho anh em xem nha anh em. Chiến đội ACE đó là gồm Nasumai với lại Thiên Vương Trì
Xích tiền nha anh em ơi. Wow, pha này có vẻ chúng ta thấy là nghe mùi hước đang dính đàm khá ở đâu. Đến từ vị trí giữa hai cao thủ đó là Nazemai và Thiên Nguyên Chi. Thiên Lâm bên ngoài thì cũng đang chỉ có một luồng đàm đến từ vị trí của anh Thiên Lâm đến vị trí của Thiên Quân Ba mà thôi. Nghe mùi hước đang dính đồng đàm khá khó chịu. Nhìn sơ qua cho đến giờ phút này thì Khải cảm giác rằng bên chiến đội Chùm Gái Gọi cũng như là cao thủ hồi ức xưa đang khá là bị thất thố. Họ hoàn toàn bị dính đam đến từ vị trí của Nghe Mì. Nghe Mì dính đam liên tục. Nghe Mì bên hồi ức xưa bên chiến đội Tem Gà đang rất khó chịu, nên không thể nào đánh những đòn phần xương của mình ra bên ngoài. Đi ngược lại với Nghe Mì bên đối bạn, bên đội hình của bạn thì Nazemai đang đam những đòn phần xương cực kỳ tốt. Xin ca mua gì em ơi, xin ca mua gì. Quá hay nè em ơi, trận chung kết này quá hay nè em ơi. Anh em đang xem cho một like và chia sẻ đi em ơi. Chúng ta thở rằng cũng như là dự đoán cảm giác rằng Thiên Bang đang có lợi thế hơn khá nhiều. Và Nghe Mì hồi xưa cũng đã đành phải leo ngựa di chuyển rồi. Và bây giờ hai lùng đam đến từ vị trí của AC đang đẩy hoàn toàn vào vị trí của anh Nghe Mì hồi xưa. Chúng ta cùng đợi xem. Chắc chắn với em rằng chỉ còn khoảng vài chung gian nữa thôi. Không biết Nghe Mì hữu sư có còn chủ đam nói hay không. Hai lùng đam đang đánh mạnh hoàn toàn về hướng của anh Nghe Mì này. Chỉ còn hơn 20 giây thôi. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả sẽ có ngay bây giờ. Hiện tại một bên là Nghe Mì và kèm với Hờ Kim. Hai chiến đội khá là châu bò này em ơi. Hai chiến đội khá là châu bò nên là không thể nào kết thúc được đối phương được cả. Và pha vừa rồi cũng đã có kết thúc đầu tiên, đó là Nghe Mì hữu đã nằm xuống rồi. Xin chúc mừng chiến đội của Thiên Vương Trì đã win em ơi. Tristan đã win em ơi. Và chúng ta đã có kết quả nghiêng về chiến đội ACA đã win cho mình 1-0. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục đến tuần đấu thứ hai của trận tranh chung kết này. Quá hay anh em ơi, quá tốt. Pha đội Thiên Bang đánh cực kỳ hay. Chúng ta cùng xem lượng đam cũng như thế nào, lượng đam trong đấu này thì như thế nào. Trong đấu này thì chiến đội Chùm Gái Gọi bị đánh trúng 365k. Và bên chiến đội của Thiên Bang bị đánh trúng đến 432k. Trời ơi, một pha ở đâu đó đầu tiên khá là đáng tiếc. Nếu như Nga Mì mà không chết thì có vẻ như là điểm số lật ngược tình thế rồi em ơi. Tại vì bên chiến đội Chùm Gái Gọi chỉ bị dính khoảng 360k mà thôi. Ngược lại thì bên Thiên Bang dính đến 432k. Và rất đáng tiếc thì bên chiến đội Nga Mì đã bị bóc thôi. Và 1-2 thì tỷ số chỉ còn thành thua thì phải. Anh em có nhìn trên điểm số thì chiến đội hoàn toàn win nó là Thiên Quân Trì anh em ạ. Ok anh em, và bây giờ trong đấu thứ hai này Khả sẽ tiếp tục xem xét đồ của chiến đội vừa rồi win 1-0. Đó là gồm Thiên Quân Trì với lại Nghe Mì. Cho anh em xem Thiên Quân Bang bực ca trong giao tranh vừa rồi khá khét, đã làm cho Nghe Mì bốc hơi. Nghe Mì kia bốc hơi khá nhanh, chỉ khoảng tầm 30 giây cuối cùng đã bị bốc hơi. Và đây là xét đồ của Thiên Quân Bang nha anh em ơi. Một cái trì bằng sắt 79 đặt móc 73, kháng hỏa thêm lực cho mình 25. Một cái áo đình quốc cực phẩm 50, 200 sinh lực. Một cái chiền kháng cả 20 hợp kim, quá chắc sức mạnh 10. Một cái nón kháng hỏa 25, thời gian trốn 30. Ta đang có cho mình lượng kháng hỏa khá là đẹp, 25. Bao tay phòng thủ 15-20. Ngày bòi 500-100 kim quang. Nhận kháng hỏa 25, đại lượng kháng hỏa 25, kháng lôi 30 từ nhẫn và kháng lôi 24 từ dây. Tính sơ ra thì Thiên Bang này lượng phòng thủ thì cũng không được cao cho lắm, chỉ được 15 này và kháng cả 20, và con ngựa có mang ngựa thường luôn và đang có cho mình 120 làm chậm. Và chúng ta cùng xem xét đồ của Nazemai Nghe Mì, cũng là một chiến đội win vừa rồi. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Trong đấu thứ hai này anh em cùng dự đoán xem sẽ ra sao. Trong đấu thứ hai này thì Thiên Bang cũng đã kịp thời bắt kịp vào hướng của Nghe Mì hồi xưa rồi. Vẫn như là trong đấu đầu tiên thì hai cao thủ bên chiến đội ACE hoàn toàn tiếp tục đẩy mạnh vào hướng của Nghe Mì đầu tiên, và có vẻ như là bỏ hẳn hoàn toàn anh Thiếu Lâm Chùm Gái Gọi đi. Và giờ chúng ta cùng xem xét đồ của Nazemai. Xét đồ của Nghe Mì này thì đang có cho mình một set đình quốc, một set đình quốc nha nam.
Anh em cùng xem, cùng xem nha anh em ơi. Xem đường quốc. Và một con ngựa bông tiêu thoát phiến tây vực kháng cả 7. Gia truyền kháng cả 16, 25, 40. Một cây vũ khí kháng băng thì giống độc. Một nhẫn 25, 40. 25, 40. Hiện tại lượng kháng băng và thời gian độc của ngày 10 này cũng khá là cao, kèm với ngày bò nhu tinh. Trận đấu chúng ta đã trôi qua 1 phút, anh em cũng có thể thấy rằng ở trong trận đấu này thì có vẻ như hoàn toàn bỏ qua anh Thiếu Lâm và chỉ chủ đạo như trận đấu thứ đầu tiên. Thì Thiên Quân Trì với lại kèm với ngày 10 Quýnh Sơn Mai, họ luôn chủ đạo đánh mạnh vào hướng của ngày 10 hữu ích của bên anh Thiếu Lâm này. Nếu như kết thúc được ngày 10 bên này thì tỷ lệ phần thắng sẽ khá là tốt. Ở bên chiến đội Thiếu Lâm thì anh ngày 10 hồi ước xưa rất khó chịu anh em ơi. Luôn luôn bị bắt dính đến từ vị trí của anh Thiếu Thiên Bang. Ngày 10 đành phải di chuyển liên tục và đến một lúc đó thì chắc chắn rằng ngày 10 sẽ hết thực lực mà thôi. Trong đó đầu tiên thì anh Nghe My với lại Thiên Bang đã khá thành công sau khi bắt hoàn toàn, đam hoàn toàn về hướng của Nghe My anh em. Nên là trong đó thứ hai này thì chiến đội của anh ta vẫn với một cái chiến thuật cũ, hoàn toàn chủ lực đẩy mạnh về hướng đam đến vị trí của anh Nghe My mà thôi. Nhiều anh em bảo dự đoán tại sao không đánh Thiếu Lâm, thì cái đó là cái cũng như là cái hướng đánh của hai người này thì mình không biết. Cứ như mà cứ như ra một mà chơi thôi anh em, chưa có sự thay đổi nào cả. Nhiều anh em bảo là bắt ngày 10 sao chết nổi, mà ở trong trận đấu đầu tiên năm, ở trận đấu đầu tiên thì ngày 10 cũng đã chết với khoảng hơn 5 phút 30 giây. Nhưng mà ở trong trận đấu này thì họ vẫn không thay đổi, không biết là trong trận đấu thứ hai này có thành công tiếp tục như trận đấu đầu tiên hay không. À, nhiều anh em dự đoán anh em bắt con ngày 10 cứ bỏ Thiếu Lâm là win. Đó, cái đó cũng là một cái comment cũng như là một cái cách đánh của mỗi người một cách anh em, không ai giống ai cả. Và tại vì anh em biết sao không, ở trong trận đấu đầu tiên thì chiến đội Thiên Bang với lại ngày 10 họ khá thành công rồi anh, khá là thành công trong trận đấu đầu tiên. Nên là trong trận đấu này cũng họ vẫn tiếp tục đẩy mạnh về hướng của anh Nghe My bên chiến đội của anh Thiếu Lâm mà thôi. Và bây giờ thì Nghe My bên Nice Smile đã chụp đam hoàn toàn giữ chân anh Thiếu Lâm chùm gái gọi lại rồi. Trận đấu chúng ta chỉ còn hơn 3 phút. Thiên Bang những đồng đam đến từ vị trí của Thiên Bang khá là đông, liên tục những phải ít ba liên tục đến từ vị trí Thiên Bang. Bất khá là tốt. Chúng ta thấy rằng Nghe My đang dính đam liên tục. Ở bên ngoài Thiếu Lâm đang khá là thoải mái. Lâu lâu thì chỉ bị dính những đòn phong sương đến từ vị trí Nice Mai mà thôi. Chủ đạo đến từ vị trí của Nghe My, Nice Mai và Thiên Bang. Họ vẫn chủ đạo đến hướng anh Nghe My hước xưa khá là nhiều. Thiếu Lâm thì lâu lâu chỉ giữ chân một phát, một đến hai phát thôi anh em ơi. Anh em đang xem thì đừng quên cho trận tranh chung kết của giải đấu xong thì chiến thủ của cùng ở chỗ Đại Lương Sơn này giữa chiến đội Temga, đó là gồm chùm gái gọi với lại hữu xưa đang giao tranh với chiến đội ACS. Anh em đang xem thì đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ 4 cầu thủ này nha anh em ơi. Có vẻ như Nghe My đã hết thể lực. Trong tình thế như thế này thì Nghe My không thể nào mà chạy thoát bởi những đòn x2 và x3 của anh Thiên Quân Trì này rồi. Chắc chắn là vậy luôn, Nghe My đang đi từ từ khá là chậm rãi. Chúng ta chỉ còn hơn 1 phút 40 giây. Cố gắng chủ đam nào. Thiếu Lâm đang hoàn toàn đẩy mạnh về hướng Nghe My, Nice Smile. Những đòn đao của anh ta khá khác. Anh em có thể xem lại sức đồ của Thiếu Lâm và cũng như là hồi ước xưa ở trong trận đấu đầu tiên anh em. Chúng ta chỉ còn hơn 1 phút 20 giây. Có vẻ như hai Nghe My đã hết thể lực. Trận đấu này chúng ta chỉ còn hơn 1 phút. Anh em cùng chờ đợi xem liệu ai sẽ win đây. Trong trận đấu đầu tiên thì có sự sơ xuất đến từ vị trí của Nga My hồi ước xưa. Và anh ta đã bốc hơi và làm cho chiến đoạn mình thất bại hoàn toàn. Trong trận đấu này thì liệu hồi ước xưa có bị bốc hơi nữa hay không?
chúng ta chỉ còn hơn 30 giây mà thôi. Nếu như hai chiến đội không ai bị chết thì chúng ta có thể tính vào lượng đam nha mọi người. Chúng ta có thể tính vào lượng đam nha em ơi. Còn 20 giây cuối cùng. Đây là pha hồi hộp nhất của hai chiến đội này. Đây là pha hồi hộp nhất của hai chiến đội này. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi kết quả sẽ được hiển thị lên bảng khu vực này ngay bây giờ. Rồi, pha rồi, chúng ta thấy rằng lượng đam đã dành cho chùm gái gọi đó là team của Thiếp Lâm và Ngà Mây. Chúng ta đã có một điều dành cho chiến đội team Ga. Chắc chắn là vậy rồi. Anh em cùng nhìn sơ qua thì chiến đội team Ga đó là chùm gái gọi chỉ bị dính 313k đam. Và bên chiến đội của Thiên Bang, anh ta bị dính đến 388k đam và bị thua đến hơn 70k đam. Và chiến đội kết thúc đó là chùm gái gọi đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng và đã gửi cho mình một điều. Và sau khi một đều thì chúng ta sẽ tiếp tục đến ra đấu thứ ba. Chắc chắn bên em đây sẽ là ra đấu chung cuộc, tại vì vừa rồi là hai chiến đội đã bảo rằng đánh bo ba mà thôi. Đánh bo ba thì đánh ba trận thôi em ơi, ba round thôi em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến ra đấu thứ ba, sẽ là một ra đấu chung cuộc. Wow, quá xuất sắc lên em ơi. Quá hay dành cho chiến đội của Thiếu Lâm cũng như là chùm gái gọi lại hậu xưa. Xin chúc mừng một đều. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến ra đấu thứ ba. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu cuối cùng. Rất đáng tiếc, có vẻ như là chiến đội nào bỏ cuộc đây. Không phải bỏ cuộc mà dạng như là chắc là nhường nhau rồi anh em ơi. Chắc là nhường qua cho chiến đội của Thiên Bang Win rồi. Anh em có vẻ như vậy rồi anh em ơi. Anh em cùng xem chiến đội của hồi ước xưa với lại chùm gái gọi vừa rồi Win anh em. Và đã gửi cho mình một đều với lượng đam cực kỳ tốt luôn anh em. Như ở trong trận đấu đầu tiên thì lượng đam của họ cũng khá là tốt. Họ ăn đam hoàn toàn nhưng mà đã bị đột tử sau pha cuối cùng, đã dành cho mình thua một phần. Trong trận đấu thứ hai thì họ chủ đam cực kỳ tốt và đã ăn ngược lại hơn đến 70k đam và đã gửi cho mình một đều. Và trong trận tranh chung kết này thì họ đã bỏ cuộc anh em ạ. Thêm gà họ bỏ cuộc và đã đỡ cho chiến đội ACE Song Thiệt Win 2-1 và họ đã chính thức giành ngôi quán quân giải đấu Song Thiệt Thiết Thủ của cùng với chủ Đại Lương Sơn này nha anh em ơi. Và chúng ta xin chúc mừng hai cầu thủ này. Đó là gồm Nasemai và Christian Dio. Và rất đáng tiếc đó là chiến đội giành hạng 2 chỉ đó là anh hồi ước xưa với lại chùm gái gọi đó. Ok anh em, và bây giờ thì trận đấu giải đấu Song Thiệt Thiết Thủ của mấy chủ Lương Sơn này cũng đã kết thúc tại đây. Và hẹn anh em ngày mai chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với giải đấu Song Thiệt Thiết Thủ của cùng mấy chủ La Tiêu Sơn anh em ơi. Sẽ diễn ra vòng 8 đội và vòng tứ kết sẽ được diễn ra vào ngày 2 tháng 3. Và trận chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 3 tiếp tục anh em ơi. Và không có gì hơn, Khải về server Khải hoạt động anh em ơi. Ok, kính chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ anh em ơi.